Alo, hôm nay chúng ta sẽ học về sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang. Về sỏi thận, về sỏi niệu quản, chúng ta chỉ cần học một từ thôi, đó là stone burden. Trong stone burden gồm có hai ý. Ý thứ nhất là bốn yếu tố nguy cơ. Ý thứ hai là kích thước sỏi và how it feels. Bốn yếu tố nguy cơ gồm có uống không đủ nước, ngồi nhiều, béo phì và bệnh nền. Bệnh nền có thể là lao phổi, có thể là tiểu đường, có thể là bệnh hệ thống. Về kích thước sỏi thì ta sẽ tính theo công thức D1 nhân D2 nhân D3 chia 2. Về how feel, ta nhớ rằng nếu trong trường hợp mà X-quang bộ niệu không chuẩn bị mà thấy viên sỏi có độ cản quang nhiều hơn, lớn hơn cột sống thì cái sỏi đó hơn how feel hơn 1000, không còn tán ngoài cơ thể được. Bài tập có thưởng trong buổi học hôm nay đó là bạch cầu hiện diện trong nước tiểu theo cơ chế gì? Có nghĩa là nếu một bệnh nhân bị sỏi thận mà ta thử nước tiểu có bạch cầu 2 cộng, ta hỏi bạch cầu đó từ đâu tới? Giải thích opsonization, phagocytosis và những hiện diện tượng viêm khác liên quan tới sự tồn tại của bạch cầu trong nước tiểu. Vì sỏi bàng quang, chúng ta chỉ nhớ nếu cục sỏi nằm tại bàng quang thì ta hỏi tại sao viên sỏi đó nếu từ tận thận xuống thì tại sao nó lại không tiểu ra ngoài? Bởi vì niệu quản chỉ có 5-6 mm, trong khi niệu đạo tới 1,5 phân, thì tại sao viên sỏi nó đi qua được 5-6 mm mà lại không đi qua được 1,5 cm? Cái thứ hai, nếu viên sỏi được hình thành tại bàng quang thì nguyên nhân gây tắc nghẽn cổ bàng quang niệu đạo là gì? Chúng ta xem đây, chúng ta sẽ thấy rất nhiều cái sỏi bàng quang, nhưng những cái sỏi bàng quang như thế này, cả ngàn viên như thế này, chỉ có thể gặp trên bệnh nhân hoặc là bị hẹp niệu đạo hoặc là bị chấn thương gãy cột sống nằm liệt một chỗ mà thôi. Ngoài ra chúng ta còn gặp rất là nhiều cái sỏi bàng quang. Đây ta sẽ thấy những cái viên sỏi lớn như thế này thì chỉ còn mổ mở được mà thôi. Tuy nhiên vấn đề quan trọng không phải là mổ lấy viên sỏi, mà vấn đề là tại sao viên sỏi này được hình thành tại bàng quang. Nếu ta không giải quyết cái nguyên nhân hình thành thì 6 tháng 1 năm nữa bệnh nhân lại trở lại với viên sỏi bàng quang nữa. Như vậy nhắc cho chúng ta được rằng đứng trước một bệnh nhân bị sỏi bàng quang, phương pháp lấy sỏi là tán sỏi hay mổ mở không quan trọng. Nhưng quan trọng là làm sao để lần sau đừng bị sỏi bàng quang nữa. Cái đó mới quan trọng. Những trường hợp những viên sỏi lớn thông thường nó sẽ dễ lấy ra hơn là những viên sỏi nhỏ. Và những viên sỏi lớn nó sẽ không có gây tắc đường tiết niệu. Những cái viên sỏi lớn như thế này không có gây bí đái. Những cái viên sỏi nhỏ 1-2 cm mới gây bí đái. Và triệu chứng đặc trưng của sỏi bàng quang là tắc giữa dòng. Như vậy những bệnh nhân có sỏi bàng quang mà không có tắc giữa dòng thường là viên sỏi lớn, hoặc là nó nằm trong túi ngách, hoặc là có cái tiền lượng tiến lớn nó đội lên và viên sỏi nó không có bít cổ bàng quang được. Chúng ta tới một cái từ nữa rất là khó học, đó là phân biệt giữa Romeolonephritis, Pyelonephritis và Pyelonephosis. Để nói về Romeolonephritis, nguyên nhân của cái viêm vi cầu thận đó nó phải đến từ mạch máu của động mạch nhập. Có nghĩa là những tác nhân gây bệnh nó sẽ đến từ động mạch nhập. Ta tưởng tượng đây là động mạch nhập, nó sẽ mang một cái tác nhân gì đó, có thể là vi trùng, có thể là virus, có thể là kháng nguyên, cũng có thể là thuốc, ví dụ như kháng sinh, thuốc chống ung thư, nó sẽ vào đây và nó gây viêm buồng thận, sau đó nó gây viêm hết cái niêm phong này, ta gọi là Romeolonephritis. Trong trường hợp nếu chúng ta muốn nói đến bệnh nhân bị Pyelonephritis thì nguyên nhân của nó sẽ đến từ bàng quang. Và ta biết rằng từ bàng quang thì chủ yếu chỉ có vi trùng bò ngược từ bàng quang lên mà thôi. Như vậy khi nói đến một cái bài Pyelonephritis, chúng ta phải biết rằng tác nhân nó đi từ ở dưới niệu quản đi lên. Từ ở dưới niệu quản đi lên. Ta gọi là Pyelonephritis. Bây giờ ta sẽ đến một từ rất là khó nữa, đó là Pyelonephosis. Pyelonephosis, bio có nghĩa là mũ, nephosis là cái thận nó giãn mỏng ra. Như vậy Pyelonephosis là một cái thận giãn mỏng ra và bên trong chứa toàn mũ. Đây là trường hợp thận ứ nước độ 2. Ta chỉ cần giải quyết hết tắc nghẽn, bơm rửa cho sạch mũ thì sẽ hết. Tuy nhiên nếu thận ứ nước độ 3 thì khả năng lấy hết mũ và cứu được cái thận đó là thấp. Trong trường hợp như vậy, đa số người ta phải
cắt luôn cái thận. Nếu như người ta làm centiloc phí và cái thận đó còn 5-7%. Chúng ta nhìn những cái hình pyonephrosis. Ta sẽ thấy có nhiều trường hợp thận chỉ còn là một cái bọc mỏng giống như cái gáo dừa thôi. Trong trường hợp này người ta khuyên nên cắt bỏ đi vì giữ cũng không có ích lợi gì và toàn bộ là mủ không. Ta kết thúc bài học ngày hôm nay bằng một cái bệnh rất là khó, đó là bệnh nephrocalcinosis. Cho tới giờ phút này người ta vẫn chưa có biết được nguyên nhân chính xác của nephrocalcinosis. Người ta chỉ biết rằng y học hiện nay bỏ tay với bệnh lý này. Có nghĩa là đây là một cái sỏi nằm ở chủ mô và y khoa không làm gì được nó. Ta thấy nó như thế này, nhưng thực ra nó nằm ở trong chủ mô thận chứ không phải nằm trên đường bài tiết. Vì thế cho nên người ta chỉ hy vọng rằng người ta sẽ cho thuốc để làm tan cái viên sỏi này. Nhưng hiện tại những cái thuốc tan những sỏi như thế này chưa có mặt trên thị trường. Ta hy vọng rằng trong một tương lai gần đây ở Việt Nam sẽ có những cái lá cây gì đó uống vào nó sẽ tan hết những cái sỏi nephrocalcinosis này thôi. Còn tán ngoài cơ thể hay bất cứ phương pháp nào khác đều không giải quyết được sỏi này. Ta hết ở đây.